Mọi người ơi, em khui éo éo rin nha mọi người ơi, éo khoác rin nha. Mọi người rảnh ghế 80 thống nhất nha mọi người ơi. Ai rảnh thì ghế 80 thống nhất nha. Sẽ bài giúp em nha mọi người ơi. Em like luôn nha mọi người ơi. Chào Phan Huyền nha, chào Phan, chào Huỳnh Yến Nhi nha. Rồi bây giờ em like luôn nha mọi người ơi. Em bắt được cái nào em like luôn nè. Bưng lúc cái điện thoại cho cái mọi người ơi đợi em xíu nha mọi người ơi, mọi người đợi em xíu nha. Ghim nhầm. Chào Ngọc Mai nha, chào Nguyễn Ngọc Hoàng nha. Rồi em bắt đầu la luôn nha mọi người ơi. Thank you.
My nha, chèo Nguyễn Nguyễn nha. Áo khoác đi nam nữ luôn nha mọi người ơi. Đợi em xíu nha mọi người ơi, chào Kiều Ly nha, chào Hồng My nha, chào Nguyễn Nguyễn nha. Hello mọi người, chào Kiều Ly nha. Mọi người ơi, vô đông đông giúp em nha mọi người ơi. Nữ đi nha mọi người ơi, còn mới lắm này nha mọi người ơi. Một cái áo rin nữ nha, chào Đinh Thuyền nha, chào Thiên Chi nha. Một cái áo rin nữ này rất là mới luôn nha mọi người ơi. Em xua kiện em bán luôn nè, em bán tại chỗ luôn nha. Cái áo này 54kg đầu lại mặt vừa nha mọi người ơi, còn rất là mới luôn nè, bao mới luôn nha mọi người ơi, còn rất là mới luôn nha. 70kg không vừa đâu à, em ơi. Còn nhiều mà, chị mới khui kiện đây mà. Chị khui chị lấy luôn nè. Chị khui kiện chị lấy luôn mà. Không vừa đâu nha em ơi, 70kg không vừa rồi. Trời ơi, áo rin rất là mới luôn nha em ơi. Cái đây về ủi nè. Ai mua thì em ủi hết luôn nha mọi người ơi. Do em mới khui kiện đây em không ủi á. Số 1 nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặt vừa nha. 55kg đồ lại mặt vừa nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. 55kg đồ lại mặt vừa nha. 55kg đồ lại mặt vừa nha. Ai lấy mẫu này chốt cho em mẹ số 1 nha. Trời ơi, áo quá đẹp luôn nè hàng Phạm ơi. Cái này ai lấy thì em sẽ ủi cho tất cả rồi em mới đi đơn nha mọi người ơi. Em sẽ ủi thẳng cho tất cả luôn rồi em mới đi đơn nha. Ai lấy mẫu này thì chốt cho em mẹ số 1 nha mọi người ơi, mẹ số 1 nha. 70kg hả? Có 70kg nha em ơi. Chào Xuân Hà nha. Ai lấy thì chốt cho mình mẹ số 1 nha. Mọi người ơi, em lấy một cái áo rin nam nha mọi người ơi. Cái này có tầm 57-58kg được mặc vừa
người nha mọi người. 57-58kg của mắt người. Mã số 2 nha mọi người ơi, mã số 2 để đồng giải chúng ta nha, mã số 2. Ai lấy cái này thì chốt em mã số 2 nha mọi người ơi, rất là mới luôn. Rất là mới luôn nha mọi người ơi. Ai lấy thì em ủi cho người đó luôn này, ai lấy thì cứ chốt em. Tất cả mọi người lấy thì em sẽ ủi hết rồi em mới đi đơn nha mọi người ơi. Ai em lấy ủi thì nha. Chốt em mã số 2 nha. 57-58kg để mặc vừa này, áo jean nam nha mọi người. Áo còn trong kiện luôn nha mọi người ơi, áo còn trong kiện luôn nè. Một cái áo nữ nữa nè mọi người ơi, bo tay nè. Bo tay như thế có này nha. Có mũ nữa nha. Trời ơi, áo rin về rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Chỉ có 99k thôi, quá rẻ luôn mọi người ơi. Còn rất là mới luôn nè. Còn rất là mới luôn nha. Áo em là áo hàng si tuyển nha mọi người ơi. Cái này là 50kg đồ lại mặc vừa. Em thì 55kg nhưng mà mặc nó bo, nó hơi bị chặt. Mặc vừa nhưng mà nó bo ở dưới đây nó hơi bị chặt nha. 55kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mã số B nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mã số B nha. Trời ơi, áo rin rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Chỉ có 99k thôi, em cũng ở trong kiện ra luôn nha. Áo rất là mới luôn nè. Chào Minh Vũ nha. Áo nam hay nữ vậy? Áo cả nam là nữ nha Minh Vũ ơi. Có áo nam nữa nha. Minh Vũ là nam hay nữ vậy? Có một cái áo nam này, cả nam lặng nữ luôn nha. Áo rin nam này mọi người ơi, 60kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Không hàm rồng, thỏ nó bắn tim. Thỏ con thỏ nó bắn tim vậy. Thỏ bắn tim á. Bắn ít thôi thỏ ơi. Ai lấy cái này thì chốt cho mình mẹ số 2 nha. Cái đây là áo nem này nha mọi người ơi. Cả nem cả nữ luôn nha. Áo cả nem cả nữ luôn nha. Ai lấy thì chốt em mẹ số 2 nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Rất là mới luôn nha mọi người ơi. Rin rất là mới luôn nha. Chào Phương. Trời mới vừa nhắc xong. Chào Phong Hoàng Rầm nha. Số 3. Số 3 là cái số 3 rồi. Đây. Ok. Số 3. Cho em xin địa chỉ và số điện thoại nha. Cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Cho em địa chỉ và số điện thoại nha. Phong ơi, chia sẻ bài giùm em đi. Bắt đầu Tâm ơi, cho chị xin số điện thoại. Đây nha mọi người, một cái áo rin nữ này. Cái này có tầm 50kg đổ lại mặc vừa nha mọi người. 50kg đổ lại mặc vừa nha. Rất là xinh luôn nha. Rất là mới này. Ai lấy thì chốt em mã số 4 nha. Mã số 4 nha mọi người ơi, rất là mới luôn, 50kg để mặc vừa mã số 4. Áo vậy sống tương em có không em? Rồi có luôn nha chị ơi, do em suy kiện nha. Em bắt được chân luôn. Chốt em mã số 4 nha mọi người ơi, mã số 4 này 50kg để mặc vừa nha, cực kỳ xinh luôn. 0914. Rất là mới luôn nha mọi người ơi, ai lấy thì cứ chốt em mã số 4 nha. 357 mẫu nha mọi người ơi. 412. Mọi người ơi, tất cả áo này lấy em sẽ ủi thẳng hết rồi em mới đi đơn nha mọi người ơi. Em sẽ ủi thẳng hết rồi em mới đi đơn nha. Áo này nó nặng cực rồi. Em bắt từ trên xuống dưới nha mọi người ơi. Em bắt từ trên xuống dưới nha. Chào anh trai mưa nha. Có cả áo nam lặn áo nữ nha. Một cái áo phông dài, trời ơi rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Cái đây mà ủi ra rất là đẹp luôn nha. Rin nè mọi người ơi, không mới thì trẻ lại em nè. Rin nè mọi người ơi, phui từ trăm kiện ra mà nó mới như thế này nè, về giặt nó mới hơn nữa nha mọi người ơi. Ai đi đơn thì em ủi thẳng luôn nha. Một cái áo nữ phong dài như thế này nha mọi người ơi, 60kg đồ lại mặc vừa nha. Hồi nãy ai hỏi 60kg nè. Nhắn tin thì không rét. Bắt đầu Tâm. Rồi cho em địa chỉ luôn nha chị ơi. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 5. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 5. Ăn dài, phong dài. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 5 nha mọi người ơi. Phong dài nè, trời nó rất là mới luôn nha. Nó có theo chữ ở miền Tây nè. Có bát trên cổ nữa nha. Có bát trên cổ nữa nha nha mọi người ơi. Áo rất là mới luôn nha mọi người ơi. Đây là phong dài nha, 60kg đồ lại mặc vừa nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi, 60kg nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 5 nha mọi người ơi. Mẹ số 5 hay nha. Hay là để ủi thôi. Ai lấy thì em sẽ ủi thẳng rồi em mới đi đơn nha mọi người ơi. Em sẽ ủi thẳng hết rồi em mới đi đơn nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 5 nha. Mọi người em lên một cái mã số 6 này mọi người ơi, phong dài nha. Cái này là áo kiểu phong dài nha mọi người ơi. Nữ này 55kg đổ lại mặc vừa nha. Áo nữ 60kg đó Minh Vũ ơi. Cái này là nữ nha. Cái này là áo kiểu này, ai lấy thì chốt em mã số 6 nha mọi người ơi. Mã số 6 này 55kg đổ mặc vừa nè. 57-58kg bon chen được nha mọi người ơi. Ai lấy thì cứ chốt em mã số 6 nha, cực kỳ xinh luôn nha. 2 giờ rồi kìa. Phong dài nha mọi người ơi, mã số 6. Chốt nha chị em mã số 6 nha, em qua mẫu nha. Ai lấy cái này thì cứ chốt em mã số 6 nha mọi người. Trời ơi, một cái áo rin nữa nha mọi người ơi. Nó mới xem mà nó mới luôn á. Không thấy không mệt được.
Cái áo jean nó form ngắn này nha mọi người ơi. Một áo jean cực đẹp luôn nè. Mọi người ơi, vô chia sẻ bài giúp em đi mọi người ơi. Một áo jean form ngắn như thế này nha mọi người ơi. Cái này 50kg đồ lại mặc vừa nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Cái này 50kg đồ lại mặc vừa nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 8 nha. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 8 nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt giùm em mẹ số 8 50kg đồ lại mặc vừa nha. Có cái dây kéo ở tay như thế này nha mọi người ơi, rất là dài luôn. Có cái tay dây kéo ở đây nha. Chia sẻ bài giúp em nha mọi người ơi. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 8 nha mọi người ơi. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Cái này mà ủi ra rất là thẳng luôn nè, rất là đẹp luôn nè, do em chưa ủi á. Ai lấy mẫu này thì chốt giùm em mẹ số 8 nha mọi người ơi, mẹ số 8 nha. 50kg đồ lại mặc vừa nha. Áo đi bao dài dặn luôn nha. Em qua mã số 9 nha mọi người ơi. Qua mã số 7 chứ có mà sao ra mã số 8 này vậy? Mã số 9 nha mọi người ơi, em lên mã số 9 đây cực kỳ xinh luôn nha. Đây là vest jean nha mọi người ơi. Là vest này 50kg đồ lại mặc vừa nha. 50kg đồ lại mặc vừa. Ai lấy áo này thì chốt em mã số 9 nha mọi người ơi. 50-52kg nha mọi người. 50-52kg bon chem này. Ai lấy thì chốt em mã số 9 nha, cực kỳ xinh luôn nha. Mã số 9 này rất là mới luôn nha. Mọi người ai lấy thì em phải ủi em mới đi đơn nha mọi người ơi. Ủi lên nhìn rất là mới luôn nha. Ai lấy thì cứ chốt cái mã số 9 nha. Sổ qua mẫu nha. Ai lấy thì cứ chốt cái mã số 9 nha mọi người ơi. À mới hả em? Chị anh chị ơi, hàng si á nhưng mà hàng si tuyển á nha chị. Hàng si tuyển mới nha chị ơi. Em mới khui kiện luôn nè mọi người ơi. Em lấy từ trong kiện lấy ra luôn nha mọi người ơi. Do em nhanh lên một cái áo nữ nữa nha. Phong ngắn nè, cái này à. Cô chạy xuống rồi nhanh nè. 50kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. Ai lấy áo này thì chốt em mã số 10 nha. Ai lấy áo này chốt em mã số 10 chạy nha mọi người ơi. Mã số 10 này cực kỳ xinh luôn nha. 50kg mấy mẫu luôn vừa. Đang còn rất là mới luôn nha mọi người ơi. Rất là mới luôn nè. Không lấy tiền luôn á. Đang còn rất là mới luôn. Và túi nó ai lấy thì chốt em mã số 10 nha mọi người ơi. Mã số 10 này cực kỳ xinh luôn nha. Mã số 10 này. Cái này lấy ủi ra. Mã số 10 cực kỳ xinh nha. Em chưa giặt ủi á. Mã số 10 nha mọi người ơi. Mã số 10 này ai lấy thì chốt em mã số 10 nha. Em qua mẫu nha mọi người ơi. Cái bóp của mày đâu? Có áo riêng nam nữa nha mọi người ơi. Tránh ra để phụ cô lấy ấy. Thì con Đừng để em. Số 11 hả? Chèo hồ nha. Một cái áo riêng sắc nách nha mọi người ơi. Cái này 60kg đổ lại vừa nha. Đi lên nha, 60kg đổ lại vừa nè. Có mũ luôn kìa. Ai lấy thì chốt em mã số 11 nha, có mũ luôn nha mọi người ơi, có mũ luôn. Ai lấy thì chốt em mã số 11 này, 60kg đổ lại vừa nha mọi người ơi. 60kg đổ lại vừa, mã số 11 nha. Mã số 11 nha mọi người, 60kg đổ lại vừa nè. Ai lấy thì cứ chốt em mã số 11 nha, em qua mẫu nha. Người mà qua đi thì cũng có bao nhiêu cho con nha mọi người ơi. Đây một cái dạng tay lỡ nha mọi người ơi, cũng tầm 52kg đổ lại mặc vừa nha. 52kg đổ lại mặc vừa cực xinh luôn nha. Ai lấy thì chốt em mã số 12 nha mọi người ơi. Mã số 12 này rất là mới luôn. Rất là mới luôn nha mọi người ơi, rất là mới nè. Nó chỉ hơi nhăm xíu thôi, em mới lấy trong kiện ra nha. Em khui kiện em lấy em lao cho mọi người luôn nha. 52kg đổ lại mặc vừa, ai lấy thì chốt em mã số 12 này. Mã số 12 nha, cực kỳ xinh luôn nha. Số 12 nha, em coi mẫu nha. Ai lấy thì cứ chốt cái mã số 12 nha. Người ơi, chia sẻ bao giùm em. Hơn nữa. Chắc có tầm 55-80 gì đó. Một cái sắp hết rồi nha mọi người ơi. Cái này có tầm 55kg đổ lại vừa nha. 55kg đổ lại vừa. Khách ai lấy thì chốt cái mã số 13 nha mọi người ơi. Mã số 13 này cực kỳ xinh luôn nha. Mã số 13 này có ren, có phối hoa ren luôn nha mọi người ơi. Có phối hoa ren này, ai lấy thì chốt cái mã số 13 nha, cực kỳ xinh nha. Đang còn rất là mới luôn, đang còn rất là mới nha. Lấy thì chốt cái mã số 13 nha mọi người ơi. Mã số 13 nha. Mã số 13 ai đang xem cho em xin 1 chấm nha mọi người ơi. Ai đang xem cho em xin 1 chấm gì ạ? Con thích đường số lắm.
túi. Em lên một cái như vậy nha mọi người ơi, cỡ tầm 55kg đổ lại vườn nha. 55kg đổ lại vườn, mã số 14 nha. Ai lấy thì chốt em mã số 14 nha mọi người ơi. Mã số 14 nè. Hết để cho chưa chừng mà. A lấy thì em sẽ ủi rồi em mới đi đơn nha mọi người ơi. A lấy em sẽ ủi em mới đi đơn cho mọi người nha. A lấy thì chốt em mã số 14 nha. Còn cái xin luôn này, mã số 14. Cho qua mẫu nha mọi người. Mọi người ơi, đây nha mọi người, một cái phong già nha. Cái này cỡ tầm 52kg đổ lại vừa nha. 52kg đổ lại không được. Ai lấy thì chốt em mã số 15 nha. Dạ đi đó. Ai lấy thì chốt em mã số 15 nha mọi người ơi. Mã số 15 nha. Còn cái xin này ai lấy thì chốt 15 nha. Qua mẫu nha mọi người. Mã số 15 này. Giờ mới luôn nha mọi người ơi, cực kỳ mới luôn này. Ai lấy cái này thì chốt em mã số 16 nha mọi người ơi. Mã số 16 này cực kỳ xinh luôn, rất là mới luôn nha. Không mới có thể trả lại em luôn này, rất là mới luôn. Ai lấy thì chốt em mã số 16 này. Cái này ủi lên rất là mới luôn nha. Ai lấy thì chốt em mã số 16 nha mọi người ơi. Mã số 16 cực kỳ xinh, cái này cả tầm 52kg để mặc vừa nha mọi người ơi. 52kg để mặc vừa mã số 16 nha. Mã số 16 nha. Địa chỉ ở đâu ạ? Địa chỉ ở 80 Thống Nhất là Cui Gia Lai nha. Anna Tera cái gì đây? RRC. À đấy thì chốt em mã số 16 nha mọi người ơi. Mã số 16 đây còn cái sân nha. Em qua mẫu nha. À đấy thì cũng chốt em mã số 16 nha mọi người ơi. Mã số 16 này rất là mới luôn nha này. Em mới không? Rất là mới luôn nha. Hai cây đâu cô? Mà hai cái số 7 nha. Số này cũng được. Nhưng mà ghi số 27 đi. Chờ nó. Mã số 17 nha mọi người ơi. Mã số 17 này đây là áo. Nhưng mà theo thứ tự mà 52kg để mặc vừa nha. Theo thứ tự. Form dài mã số 17 nha mọi người ơi. Đi. Má cho con. Tiền gì, tiền gì đó? 100 đồng á. Cái này mình để đồ cổ. Đó. Thì đừng có cười tùy éo ra thấy. Quá trời. Có tiền gì á. Ai là cái này chốt em mã số 17 nha mọi người ơi. Mã số 17 này cực kỳ xinh luôn nha. 52kg được đây mặc vừa mã số 17 nha mọi người. Mã số 17 nha. Ai lấy thì cũng chốt em mã số 17 này cực kỳ xinh luôn nha. Cực kỳ xinh luôn nè. Rất là mới luôn nha mọi người ơi. Rất là mới luôn. Em qua mẫu nha. Ai lấy thì cũng chốt em mã số 17 nha. Một trăm,
một cái phong thắng nữa nha mọi người ơi, tay lỡ này. Tại cái này tầm 53-54kg đổ lại vừa nha mọi người ơi. 53-54kg đổ lại vừa này rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn nha. À lấy thì chốt em mã số 18 nha mọi người ơi. Mã số 18 này cực kỳ xinh nha, mã số 18. Ai là cái này cho em mã số 18 nha, đang còn rất là mới luôn nha mọi người ơi, đang còn rất là mới này mã số 18 nha. Ai đấy thì cứ chốt em mã số 18 nha, qua mẫu nha mọi người ơi. 53-54kg đổ lại vừa nha. 53-54kg đổ lại vừa mã số 18 nha mọi người, mã số 18. Cái này có cái túi đằng sau nữa nha mọi người ơi, nó thiết kế có cái túi đằng sau nữa nè, rất là mới luôn. Trời ơi, dạ. Mã số 19 nha, ai lấy cái này thì cho em mã số 19 nè. 50kg đổ lại mặt vừa nha mọi người ơi. 50kg đổ lại mặt vừa này rất là mới luôn. Rất là mới, 50kg đổ lại vừa, ai lấy thì cho em mã số 19 nha. Mã số 19 này cực kỳ xinh luôn, mã số 19. Mọi người ơi, ai đã xem cho em xin một chấm nha mọi người ơi. Ai đã xem cho em xin một chấm để xem tác nha. Ai lấy cái này thì cứ chốt em mã số 19 nha. Chào chị Hương Hóa nha. Chị ơi, hôm nay phụ kiện áo jean đẹp lắm này, chị lên coi nè. Ồ quá khó à. Con vô trong kia đi. Lên một cái áo jean kiểu như vậy nha mọi người ơi. Thì chia sẻ ba của em nha. Đây, một cái kiểu này cực kỳ xinh luôn nha. Tưa rất xinh này mọi người ơi. Ai lấy thì chốt em mã số 20 nha. Mã số 20 nha mọi người ơi, mã số 20 này 52kg đổ lại vừa mã số 20. Rất là mới luôn. Mã số 20 nha mọi người ơi. Hàng bên em hôm nay lấy về này, hàng này rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Ai lấy thì chốt em mã số 20 nha mọi người ơi. 52-53kg đổ lại vừa nha. Em lên một cái dạng khóa kéo nha mọi người ơi. Lên một cái dạng khóa kéo này có cái sân luôn nha. Ai lấy thì chốt em mã số 21 nha. Mã số 21 nha mọi người ơi. Ai lấy cái này chốt em mã số 21 này. 50kg đổ vừa nha mọi người ơi. 50kg đổ lại vừa mã số 21 nha. Đây nha mọi người ơi, mã số 21 này cực kỳ xinh này. 50kg đổ lại vừa nha mọi người ơi. 50kg đổ lại vừa nha. Tay chốt giùm em mã số 21 nha mọi người ơi. Mã số 21 này cực kỳ xinh luôn. Đang còn rất là mới luôn nha mọi người ơi. Là bên em rất là mới nha. Còn cái em bị chịu hàng nha. Hàng hiệu đó nha mọi người ơi, hàng hiệu nha. Cái này là hàng hiệu á, mã số 22 nè. Mã số 22 hàng hiệu nha mọi người ơi, hàng hiệu bên này. À đấy thì chốt em mã số 22 nè. Cực kỳ xinh luôn, áo thủy nha mọi người ơi, dạng thủy nha. Cực kỳ xinh luôn. À đấy thì chốt nhanh giùm em mã số 22 nha. Mã số 22 nha mọi người ơi. Mã số 22 này trời ơi, nó rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Mã số 22 nè. Mã số 22 còn rất là mới luôn. Cái này cái tầm 50kg đổ lại một vừa nha mọi người ơi. 50kg đổ lại một vừa cực kỳ xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn nha. Em qua mẫu nha mọi người ơi. Mình chắc để ủi đi. Mới cùng nó đi. Đây này nha mọi người ơi, cái màu này cực kỳ đẹp luôn này. Màu này rất là mới luôn nha, rất là mới này. Ai lấy thì chốt em mã số 23 này. Cái này tầm 52kg đổ lại mặt vừa nha mọi người ơi. 52kg đổ lại mặt vừa này mã số 23 nha. Mã số 23 nha mọi người ơi.
số 23 52 kg được. Cái này thì cứ chốt em mã số 23 nha mọi người ơi, mã số 23 còn rất là mới luôn. Hàng bên em còn rất là mới luôn nha mọi người ơi, còn rất là mới này. Qua mẫu nha.
cho mọi người một cái phông dài nữa. Nó trong nó có mũ, trong cái cổ có cái mũ. Kiểu gì kiểu này có cái mũ gì đó. Phải không? Nè cái. Nè. Cái này có mũ luôn nha. Có mũ luôn nha mọi người ơi, cái này có mũ luôn này, cực kỳ xinh luôn. Đây có mũ này phong dài còn tuyệt sinh dạng dây kéo nha, 55-60kg đổ lại mặc vừa nha, áo nữ nha mọi người ơi, 55-60kg để mặc vừa mã số 28 nha. Mã số 28 ai lấy chốt cái mã số 28 đây, còn tuyệt sinh thì mã số 28 nha. Rất là mới luôn, rất là đẹp, cái này ủi lên nhìn rất là mới luôn nha mọi người ơi. Ai lấy thì chốt em mã số 28 này. Ủi lên là em bao mới 90-95% hình như nó còn nhăn cho nên mấy chị không thích sao. Chứ còn nhanh nhìn nó không đẹp mấy chị không thích đúng không? Thôi rồi. Đây ai lấy thì chốt em mã số 28 nha. Trời 50 ơi này, 55kg đổ lại mặc vừa nha. Cái căn bẩu này phong dài mà cái này đẹp dành không ai thích nè. Thích còn nhanh chưa? Mọi người cho em nhận xét hàng em like được không mọi người ơi? Cho em nhận xét được không? Bất hàm luôn. Cho em nhận xét đi rồi em ủi em like cho mọi người nhìn. Ủi lên rồi lại. Cắt luôn đi cho rồi. Con kêu nha. Con cái nói chị to cho mày. Cái diễn kêu mọi người. Nó bưng bao nó đóng kỹ lắm. Nếu có Arin cũ đính hạt nhớ để chị cả nhà. Ok chị Hằng Phạm nha, có gì nếu có thì em chụp ảnh em inbox qua cho chị xem nha. Đây nha mọi người, một cái tay le nha mọi người, có dây cột nơ nha, tay le có dây cột nơ này. Cái màu nó rất là mới luôn nha. Đang còn rất là mới, đừng có ngồi trước đây con lại dần điện thoại á. Đây ai lấy thì chốt em mã số 29 nha. Mã số 29 nha mọi người ơi. Đây này. Mã số 29 nha, cực kỳ xinh luôn, mã số 29. Mọi người ơi, ai lấy thì cứ chốt em mã số 29 nha. Tay re nha mọi người ơi. Tay re nha, mã số 29 này. Mã số 29 Đào Vân Trương nha. Em chờ em đổ nha. Cái này của ta mà 55kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 55kg đổ lại mặc vừa. Có ghi số 0 nha. Em lên một cái áo này. Áo nam nha mọi người ơi, áo nam nè. Cái mã hàng hiệu nha mọi người ơi, cái này là cái mã hàng hiệu luôn đó nha. Rõ mà 55kg vừa. 50-55kg đều là mọi người. A lấy thì chốt cái mã số 30 nè. Mã số 30 nha mọi người ơi, A lấy thì chốt cái mã số 30 nha. Cực kỳ xinh luôn nha, mã số 30. Rất là mới luôn nha, mã số 30 này. Mã số 30 nha. Em qua mẫu nha, rồi cái này thì chốt cho em có mà. Nha mọi người ơi. Mã số 31 này, 55kg
còn cực xinh nha. Ai lấy thì cứ chốt em mã số 31 nha mọi người ơi. Mã số 31 này rất là đẹp luôn nha. Ai lấy thì cứ chốt em mã số 31 nha mọi người ơi. Em lên một cái ngắn nữa nha mọi người ơi. Phong ngắn này mã số 32 nha, 50kg đổ mọi người. Mã số 32 này. Đừng có. Mã số 32 nha mọi người ơi, mã số 32, 50kg đổ lại mặc vừa. Dán lên chân em hết đi hả? À đây đây. Ai đang xem cho em xin một chấm đi ạ. Tầm cái này tầm 48kg mặc đẹp mọi người, 50kg là mặc hơi chật đó. Tới đây, tới đây. Dán cái đỏ vô. Dán đỏ dưới 50kg. Đây nha mọi người ơi, 50kg đổ lại mặc vừa này. Hơi chật, 50kg là mặc hơi chật này. Cỡ tầm 48kg thôi. 48kg là mặc đẹp này. Em 50kg mặc hơi chật nha mọi người ơi. Em 50kg em mặc hơi chật này. Ai lại áo này thì chốt em mã số 33 nha. 32, ai lại chốt em mã số 32 nha mọi người ơi. Mã số 32 này cực xinh luôn. Mã số 32 nha, phong ngắn nha, tủ có khóa luôn nha mọi người ơi. Tủ có khóa này. Ai lại chốt em mã số 32 nha, em qua mẫu nha mọi người ơi. Em qua mẫu này, ai lại thì chốt em mã số 32 nha. Em chưa ghi cái đó luôn. Em biết ghi không? Biết. Em lên một cái này siêu xinh luôn nha mọi người ơi. Siêu xinh luôn nè. Em lớn lên nè, em phụng hoa cũng được đấy. Dạ, khoảng kéo nha. 50kg đổ lại vừa dưới carbon. Mã số 33 nha. Ai lẻ này chốt em mã số 33 này mọi người ơi. 50kg đổ lại vừa mã số 33 nha. Mã số 33 nha mọi người ơi, mã số 33 của cười xinh này. Số 33 đấy, chốt nhanh giùm em mã số 33 nha, rất là mới luôn. Đang còn rất là mới này, mã số 33 nha. Mã số 33 nha mọi người ơi, đang còn rất là mới này, mã số 33. Qua mẫu nha, ai lấy thì cứ chốt em mã số 33 nha mọi người ơi, mã số 33 nha. Xin một chấm đi mọi người ơi. Em dán sơ sơ vậy nè. Dán lên trên đây cũng được. Ai lên xem cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Đừng có đụng vô cái cái nha. Một cái này nó có cái dạng kiểu cái dây xích ở cổ nha. Dây xích ở cổ này, ai lấy thì chốt em mã số 34 này. Mã số 34 nha mọi người ơi, mã số 34 này còn cực xinh luôn, mã số 34 nha. Mã số 34, 52kg đổ lại mặc vừa nha mọi người ơi. 52kg đổ lại mặc vừa, mã số 34. Mã số 34 cực kỳ xinh nha. Mọi người ơi, ai đang xem thì cho em xin một chấm đi mọi người ơi. Ai đang xem cho em xin một chấm nha, cho em xin một chấm để tương tác nha mọi người ơi. Ai đang xem cho em xin một chấm gì ạ? Mọi người ơi, ai đang xem cho em xin một chấm nha mọi người ơi. Đây này chị ơi, cái cổ của 34 này chị. Cổ số 34 nè.
cái cổ của nó nè cũng đẹp, cái này đẹp, cái túi của nó cũng vậy anh chị, túi của nó này cũng rất là đẹp luôn. Cái này là rất là còn mới lắm á chị, mà em chưa có ủi thôi, em mới khiêng ở trong kiện ra này em dạ ủi đâu. Chị Hồng Hà chia sẻ vai giùm em chưa? Đây cái này là mã số 34 này, ai lấy thì chốt em mã số 34 nha, mã số 34 nha, một cười xinh luôn, mã số 34. Số 35 này. Mã số 35, 34. Ủa? Mã số 30. Đó. 35 nha, đây mã số 35 nha mọi người. Mã số 35 này a lấy chốt em mà biết lại bản số 35 cho cô đi. Số 35 này nó hết dính rồi. Mã số 35 nha. Rồi cái này thì trước em mã số 35 này có cỡ xinh luôn nha. 60 kg rồi vừa. Em có đi này ơi. 35 này. Để cho chị coi với. Không phải là chị cần coi. Ai lấy thì cứ chốt em. À chị Hằng Phạm ơi, có cái này có cái túi đính ngọc này này. Của nó đứng cây ấy đẹp nè. Đứng hàng ngọc đẹp này chị ơi. Này à, mã số 36 nha. Mã số 36. Mã số 36 nha. Cái này có tầm 52, 53, 50kg đủ vừa. 50kg đủ lại vừa này. Mã số 36 nha mọi người ơi. Mã số 36 nha, cực kỳ xinh luôn. Mã số 36 nha, mã số 36, cái túi của nó rất là đẹp nha mọi người ơi, cái túi của nó rất là xinh nè. Mã số 36 nha, cái túi nó rất là đẹp luôn. Túi của nó rất là đẹp, mã số 36 nha. Đấy thì cứ chốt em mã số 36 nha mọi người ơi, em qua mẫu nha. Viết ít thôi, nhiều đó thôi, cô like mấy cái nữa, không có ai xem cô ấy thôi, đừng biết nữa. Đây, ai lấy cái này cho em mã số 36. Kiểu chấm mắc tư em nữa. À, chị Hồng Phạm vậy thì để em bốc cái nào nữa có thì em báo chị nha. Chị bảo bốc bây giờ bóc cái số này được và chị em không có lựa được. Em tự đi xuống cho em. Một cái áo nam nha mọi người ơi. Cái này là áo nam nha, tầm 60kg đủ lại vừa nha mọi người ơi, áo nam này. À đấy thì chốt em mã số 37 nè. Mã số 37 nha mọi người ơi. À đấy thì chốt em mã số 37 nha, còn cực xinh luôn, mã số 37 áo nam này. Tầm 60kg đủ em mặc vừa nha. 60kg đủ em mặc vừa nè. Ai lấy thì cứ chốt em mã số 37 nha. Đi. Em biết rồi chị Hàng Phạm, chị cứ yên tâm đi, em sẽ để dành cho chị. Mã số 37 này còn cực xinh luôn, 60kg đủ em vừa. Ai lấy thì chốt em mã số 37 nha. Mã số 37. Chốt giùm em mã số 38 nha mọi người ơi. Mã
mã số 38 nha, còn cờ sơn này mã số 38 50kg đổi lại vừa. Okay. 50kg đổi lại vừa mã số 38 nha, còn rất là mới luôn mã số 38 nha mọi người ơi. Mã số 38. Dạ. Đấy cầm đồng hồ hả? Dạ. Cầm đồng hồ này ra. Cầm đồng hồ ạ? Để em gọi chị em về để coi xem nha. Mọi người đợi em một tí nha. Vì anh ở xa em nên làm mà giờ cứ như thấy người ta chửi quá là anh làm được anh về người gì Đắk Lắk á. Em chấm chấm cầm chấm cho anh bán nó cho mà bán luôn. Mới chết 7 tháng mới như kêu lên làm cái mướng để thoát nước rồi mà cái như ba chửi quá để em chịu được. Chửi vừa chửi người ta chửi đồ xúc vật chó mà. Chửi về sao mà xong được. Gọi cho Lâm ở đây giúp cho anh ấy để xe anh về. Bà không cầm điện thoại nữa mới đau chứ. Đi mai lên nhà mà. À, lại áo này thì chốt em mã số 38 nha. Chạm được chút quay lại được không? Quần áo quay lại được không? Sợ buồn đi. Buồn xe về hả? Bây giờ ra bắt xe về. Bây giờ cũng muộn rồi mà. Xe tầm chạy từ 12 giờ bây giờ muộn xe rồi mà. Hả? Xe chỉ sáng là tầm 7 giờ. Đi Đắk Lắk sáng tầm 7 giờ. Còn trưa là tầm 12 giờ thôi. Bây giờ không có xe đâu. Không có. Mọi người ơi, chia sẻ bài giùm em với nha. Gọi như đi giúp chạy 2 đắm đây rồi. Buồn. Không, em không có tiền đem nhân viên mà em làm gì có tiền này đâu. Giờ mấy giờ? Dạ. Giờ mấy giờ? Chắc cỡ 30 phút nữa nói chị em đi thu hồi chắc chuẩn bị về rồi á. Tối em like lại.